Yeah. Xin giới thiệu các bạn, đây là dòng Six 12 Go bên mà Zone Storm nhập về. Thì bây giờ mình sẽ được review một số cái âm thanh của nó các bạn. Thì nói qua một chút thì cái cây Six thì sẽ có 3 phiên bản, đó là phiên bản màu đen. Phiên bản màu đen là Six 12 thường. Đây là phiên bản Six 12 Go. Nó có màu nó là vàng như này. Và một loại nữa là Six 12 Ultra. Thì nó sẽ có màu hơi hồng tím, mình nó sẽ hơi hướng ra. Cây này thì cũng có cái phiên bản là 16 lỗ và được khá là loại này thì tháo lắp rất là dễ. Thì mình thấy là thế nào, thì tháo cái slide ra nó rất là dễ dàng, nó không cần, nó rất là nhẹ nữa. Bây giờ mình sẽ test một số âm thanh nữa các bạn. Nói chung là cái này bend và slide rất là nhẹ, mọi thứ là rất là ổn. Đối với các dòng chromatic thì cây này là một cây khá là, đối so với những cái khác thì nó khá là tốt cho các bạn mà mới chơi. Thứ nhất là tháo lắp rất là đơn giản và âm thanh cũng rất là trong, thì cũng rất là phù hợp cho những bạn mới khi mà bắt đầu một cây chromatic.